Em năm nay 19 tuổi, dùng Minoxidil thì tóc mọc được 5 đến 6 tháng. Tuy nhiên thời gian gần đây thì tóc rụng. Không biết được là hiện tại em đang dùng những gì trong cái combo mà anh chia sẻ. Thì thường một cái combo mà anh chia sẻ nó sẽ bao gồm những cái này. Minoxidil bao gồm DHT blocker, mút he hoặc là tẩy tế bào chết da đầu, rồi thì dầu gội, rồi thì astaxanthin và omega 3 D3K2. Và nếu như mà em chỉ dùng Minoxidil thì cái sự bền vững khi mà tóc nó đã mọc và ngăn ngừa vấn đề về rụng tóc ấy thì nó sẽ khó. Vì là cái Minoxidil này bản chất của nó chỉ là giãn nở mao mạch và giúp cho đưa máu tới nâng tóc nó một cách thuận tiện hơn thôi. Thế nhưng mà em cần phải nuôi dưỡng từ bên trong nữa bằng những cái loại vitamin và khoáng chất. Ví dụ như vitamin nhóm B, vitamin D3, vitamin A rồi thì là lecithin là những cái loại vitamin mà giúp cho tóc của em nó được nuôi dưỡng. Bên cạnh đó thì có chứa cả kẽm nữa. Trong cái mút he thì có cả chứa kẽm và 15mg kẽm cũng là một cả thứ mà giúp cho cái tóc của em nó được chắc khỏe hơn. Và thứ ba nữa là gì? Là nó có chứa thêm cả các cái thành phần để ức chế cái DHT. Và cùng với đó là gì? Là em dùng loại dầu gội và tẩy cho cái chất da đầu để giúp cái da đầu của em nó sạch sâu. Đó. Và tiếp theo nữa là dùng những cái omega 3 D3K2 và astaxanthin là những cái mà gọi là thiết yếu, cơ thể không tự tổng hợp được. Vì vậy nên là ví dụ như omega 3 là một trong những cái thành phần mà giúp cho tóc của em chắc khỏe hơn, hoặc là astaxanthin. Astaxanthin thì nó không trực tiếp làm cho tóc em khỏe hơn nhưng nó tham gia vào cái quá trình chống oxy hóa cũng như là phục hồi các cái tế bào trong cơ thể của em nó tốt hơn, nó nhanh hơn, vì là nó là một cái chống oxy hóa gấp 6.000 lần vitamin C. Và điều này nó lại làm cho cái, tất cả những cái khả năng phục hồi trong cơ thể của mình nó tốt hơn. Và nếu như em đã đủ combo rồi thì cùng với đó em phải thay đổi cái lối sống. Ví dụ như là cái lối sống của em có ngủ sớm hay không, trước 11 giờ hay không, rồi thì em ăn uống, em có ăn uống đa dạng hay không, thịt cá trứng hải sản vân vân có ăn đa dạng hay không. Tiếp theo nữa là gì, em có nhuộm tóc tẩy tóc hay không, hoặc là em gội đầu xong em có hay dùng lược chải đầu luôn hay không. Bởi vì là khi mà em gội đầu xong em cứ dùng lược em chải luôn thì cái lúc này cái da đầu của mình nó khá là yếu và nó rất là dễ bị rụng tóc, nên là gội đầu xong cũng không nên gội chải đầu chải tóc luôn đó. Rồi cùng với đó là em thử xem là cái việc mà mình có bị stress hay không. Đấy, nếu mà mình bị stress căng thẳng kéo dài nó cũng làm cho nguyên nhân gây rụng tóc. Và tiếp theo nữa là nó sẽ có cái giai đoạn rụng tóc telogen, tức là cái quá trình anagen, catagen và telogen. Anagen là mọc tóc, catagen là ngưng, không mọc, không rụng, và cuối cùng là telogen. Telogen là rụng tóc. Thì cái quá trình telogen này thường nó sẽ diễn ra trong vòng vài tuần đó cho tới một vài tháng. Đấy. Tuy nhiên là nó cũng sẽ phải diễn ra, và nhưng mà nó cũng chỉ là vấn đề về sinh lý, rụng tóc sinh lý bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà nó rụng quá nhiều đến cái ngưỡng mà trên 100 sợi một ngày ấy, thì lúc này chúng ta mới phải lo lắng. Về bản chất thì anh cũng sẽ bị rụng tóc thôi, nó rụng tóc nhưng mà nó rụng ở mức độ vừa phải, 20-30 sợi, 10-20 sợi, 30-40 sợi nó cũng là rất là bình thường, nên là đừng có quá lo lắng. Còn lại nếu như em đang thực sự lo lắng lắng khi mà cái tóc của em nó bị rụng quá nhiều như là anh vừa nói là trên 100 sợi một ngày ấy, thì lúc này em cần phải căn chỉnh lại về lối sống của em đi nhá. Ok, và nếu như mà em có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến Minoxidil hay là tất cả những cái sản phẩm mà anh chia sẻ, hoặc là đang có vấn đề liên quan đến rụng tóc bệnh lý, thì cứ comment, anh sẽ hiểu cái gì, anh có trải nghiệm như thế nào, anh có những cái nỗi lo như thế nào, thì anh sẽ sẵn sàng anh chia sẻ cho em và chia sẻ cho mọi người để cho mọi người cùng hiểu, cùng có những cái trải nghiệm và có những cái thành quả tuyệt vời nhất khi mà chúng ta xử lý vấn đề rụng tóc hóa đầu. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.